Thân chào các bạn. Các bạn ăn Giáng sinh ra sao? Bên này mình bị lockdown, các bạn nó giới nghiêm á. Giới nghiêm cho tới 10 when is over the lockdown? January 13th or 14th, something like that. Tới tháng 10, từ 3 tháng 1 rồi các bạn. Cho nên là Giáng sinh mình không có ra đường hay gì đó. Mình tránh ra đường mà ở nhà chơi không. Bữa nay mình sẽ nấu măng nè các bạn. Đó, nấu măng nè ha. Với cái này là mít, mít tươi á. Mít và mít non á. Đó, này là mít non. Đó. Này mình ăn theo kiểu Việt Nam này. Đó. Thì bây giờ là mình măng. Măng mình sẽ xào. Xào với tôm, tôm thịt, rồi mít thì mình có thể làm trộn và nấu canh. I'm frying up my clams. I put in coconut water and salt, pepper, glutamate, oil, sugar, and oil. Coconut oil. Coconut oil. Coconut oil. Coconut water. Not the water. Oh, sorry. Coconut water. Mm-hmm. Okay. Coconut oil. Oil. Gotcha. Oh my word. My husband, he expect me to cook this. I don't know why, but his father's favorite. So he wanted to really cook his father's favorite food. So I cook it. Coconut oil. So I thought it was coconut oil. Okay. Coconut water. Mm-hmm. Okay. Now let's bake. Hey, các bạn, bây giờ mình xào xào hến lên. I also have cat ear mushrooms. Bamboo shoots and jackfruit, young jackfruit for cooking. Mm-hmm. Stir it up. Đó. Giờ là mình xào với măng, măng rồi với mít, mít non. Đó. Xào lên. You mix the scooper, scoop up the. Yep. Mm-hmm. Yep. I'm putting more lid with more oil here. So, and you put a little bit of salt on top. The sauce. Okay. Okay. I'm making tofu soup with tofu, bamboo shoots, pork. Pork. Yes. And pepper. Salt, glutamate, sugar, and mushrooms in there too. White mushrooms. Okay. Thân chào các bạn. Hello everybody. Christmas is over. Giáng sinh qua rồi các bạn. Christmas over. Đây là nước lạnh. Nước lạnh này. Này là lamb tomato. Lamb tomato.
nấu mít, mít tươi, mít mít non, mít non với rắc cái độc của mình nữa, mít non xào với hến, với măng, mít non xào với hến, với măng. Cái này mình có bánh tráng nướng các bạn, mình xúc mình ăn mới ngon, nhưng mà ở đây mình không có bánh tráng mà nướng. Cái này là súp, này là canh canh măng nấu với tàu hũ, đó, ít thịt heo, bằm, ít thịt heo, ok, canh măng với đưa măng nè, bà xã nấu với cái chào. Bà xã không thích ăn chào các bạn, thầy có rượu chung đó. Bà xã mà nghe cái mùi rượu bà xã sẽ không có thích. Nếu không rượu thì nào là bà xã thu luôn. Các bạn dùng cơm với tụi mình. Ngon hậu, mới ngon. Ngày đầu năm thôi. Đây là cái nhà hết Tết rồi các bạn. Nói như là tới đây là tới tháng 2 thì Tết tại Việt Nam. Đó. Ở đây thì ta không có ăn Tết Việt Nam. Không có gì mới không. Mà năm nay tại vì cái mắc dịch này nè, cho nên chắc ở Việt Nam không có tổ chức đâu. Ở đây thì người Việt cũng nhiều không các bạn. Ở đây người Việt tới cả 200.000 người Việt là sống ở thành phố này nè. Ở đây cũng có cái Little Sài Gòn, nhưng mình ít đi đi tới lắm. Cách đây cũng khoảng đâu 15 cây số á, mình ít đi tới lắm. Chỉ ở nơi ngay chỗ người Canada nhiều. Mình ít tham dự vô những cái cộng đồng Việt Nam đó. Nó phiền phức. Có nấm mà có nấm mèo ở đây hả hậu? Ồ, hậu có mắm nấm mèo ở đây nữa. Cat ear mushroom. Cat ear mushroom is right. Good. Good. My father like mít mít trộn. Đinh hạt rồi rất là cái mít trộn hến, mít trộn hến là rất ngon đấy, vị ngọt nha, ngon lắm, chào quá, chào, được chưa? Vậy, không thích. Không thích ăn. Nước ăn sao? Sao hậu đi chùa được? Đi chùa ăn này không mà. Yes. Có rượu nó là hậu thích. Chúng mình hạt bánh tráng á. Bánh tráng là nướng á. Súp, bánh tráng. Oh yeah. Đây là Hội An á. Right. Oh yeah. Đây là Hội An, súp bánh tráng nướng á. Right. Nó. Nguồn nông hợp bánh tráng. Ha. Quê. Thấy không?
What bên trái? Đó bên trái là the trên đùi. Ở dưới trên rô để đó hả? Ngồi rô bên trái. Anh đang nướng á. Chút ngon. Rice nassau. Mấy ngày hôm nay ở Biển Đông ở Việt Nam á, cho nó xíu. Trong trận đánh lung tung, hải quân Việt Nam với Ấn Độ ra cao dựng chuyện ngoài đó là Mỹ không nai đó, Mỹ kế nguyên cả hạm đội mẫu hạm, hai chiếc mẫu hạm với 8 chiếc tuần diễn hạm, bơi qua bơi lại ngoài mấy cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chạy tụi Trung Cộng không dám làm đặt vậy. Có lẽ là đợi cho Biden lên ghế ngồi á, rồi cái China nó không nó tăng cái tiền thuế lên mua thằng đá của Úc ấy, Úc đại loại ghét phải bán luôn, bây giờ nghĩa là China thiếu điện trầm trọng luôn. Bây giờ China là cái bệnh dịch vật của COVID-19 nè, lan tràn ở bên Mỹ, lan tràn cả ở bên Trung Quốc luôn, có thể tràn qua Việt Nam. Nam chắc cũng không cản được rồi. Mày đó là Nam giờ là thì không dám nói thật là tội chứ. Tới tháng 1, 13 tới tháng 1 đó. Năm tới nè. Yeah. Ở đây người ta có máy ra đường ấy. Em nặng luôn. Ở Việt Nam thì ồn ào nổi cái Giáng sinh là đầy giấy là lây lan hết rồi. Giáng sinh mà đứng gần nhau rồi. Nó đúng ra là trùng á, dù có cái bịch miệng này nọ, bịch mũi, bịch miệng nó cũng nhầm nhầm qua đó. Bây giờ làm yoga đã là phải bắt buộc phải khám, phải test cái COVID-19 trước khi mà yoga đã. Mà nó test lại trong cái trường luôn. Nếu mà có ai bị bóng về nó không cho vô. Bệnh mà. Nhưng mà các bạn phải biết rằng là năm 2021 á, là sẽ khủng khiếp hơn nữa. Đừng ở đây lắm. Đã có tích người. Dù là ở đây là có tích người rồi nhưng mà không nhầm. Người nó chỉ làm cho thân thể mình ứng phó với cái con
nữa. Đừng nghĩ rằng là mình tin tưởng người là mình để còn cái chồng nó không có làm gì mình làm nữa. Phòng ngừa tối đa luôn, dù có lúc ngừa nó không có diệt được các bạn, không có diệt được mình cũng bị nhiễm mà. Nóng quá, họ mở cửa lên. Ngoài trời lạnh cũng 10 độ á. Bao nhiêu độ ngoài hậu? Temperature. Zero degrees today. It's a nice beautiful day. Có không độ mà. Not cold yet. Không đổ, bà xã nói là beautiful. Đây như vậy á, mà đông á. Mùa đông mà không đổ là quá rồi, có hạnh phúc của các bạn. Là lúc tôi tụt xuống từ 25 độ. Còn gió lạnh nữa lên tới 40 độ luôn. Lên 40 độ á. Không kêu là phía lạnh tinh nồng mà vậy á. Thank you. So you copy from Hội An your message, huh? Yes. Bit ngon. Mitch, just different. Non này mình mua trong hộp đó các bạn, làm từ của Philippines. Bạn nào thì cũng Thái là long pay. Ơi ngon quá. Thế này của trai là đóng mắt đồng ra đã ngon. Thế này nhỏ nó xíu à. Let's try to buy bigger. Bigger clams? Mm-hmm. Small, I can't see them. Can't see my clams. Where'd they go? Thank you.
nấu cái gì hôm nay đâu. Small shoes, small shoes, newsy. Oh, no, you cook the what you cook? Quincy, I cook for New Year. It's a secret. Well, New Year. Surprise everybody. Nó mềm quá, đồ hủ nó mềm quá, nó không cứng. Father's anniversary is a death on New Year's Day. Is that the second? That's okay. You're dead. But you like peanuts or something, huh? You like our peanut candy. Right. Candy peanuts. And root beer. Thân chúc các bạn giữ sức khỏe, phải sẵn sàng cho năm 21 là nó còn tệ hại hơn là năm 20 nữa các bạn. Nó không có đâu, nhưng mà ở đây người ta nói cái câu ấy, hope for the best but prepare for the worst. Yes, hope for the best, prepare for the worst. Hy vọng á cho chuyện tốt lành, nhưng mà mình phải sẵn sàng cho cái tình huống xấu xảy tới. Hồi xin chào các bạn. Bye. Stay safe and get prepared. Bye-bye. Yeah. Happy New Year. Happy Year. See you next year. See you next year. Maybe not. See you the year day. Xin chào các bạn. Đó. Hôm nay mình nghe cái tin rất là giật gân các bạn, là một Việt kiều Canada tên là DVH, 62 tuổi, quốc tịch Canada, vượt biên về Việt Nam để tránh cái con Covid. Không, ông này chắc là phải là dân vượt biên á. Thì ví dụ như chuyến bay từ ở đây nó không có chuyến bay thẳng về Việt Nam, thì ông phải đi qua những chặng đường nè, từ Vancouver qua Taipei là Đài Loan á, thì là tốn đâu cũng một bộ tiền rồi. Từ Đài Loan ông bay qua Kuala Lumpur, nghe không, là chắc cũng bị 14 ngày, vô Đài Loan cũng bị 14 ngày, ở vào ở bị 14 ngày đó. Từ ở Đài Loan về Kuala Lumpur là bên Mã Lai á, chắc cũng bị dính vô 14 ngày, tại ở đây ở bên đó là nó ai nhập vô phải chịu 14 ngày thôi, không đã hết 28 ngày rồi, thì ổng phải đợi chờ là 28 ngày ông đó, 14 ngày ở Đài Loan rồi 14 ngày ở Mã Lai. Nó ra phải 28 ngày không? Rồi từ đó là ổng bay về bên bên Campuchia á, không? Đó, thì ổng bị 14 ngày nữa, là cộng lại là bao nhiêu, là 14 là 28, 28 là khoảng là một tháng mấy rồi. Ổng nằm trong cái giống như tù trong khách sạn, đi qua đi lại ngay cái khách sạn vậy thôi. Ổng tốn tiền bao nhiêu, không? 14 ngày trong Mã Lai, nó đợt ổng là cũng phải là 2.000 đô. 14 ngày bên Taiwan là 2.000 đô nữa là 4. Về bên Campuchia là 2.000 nữa là 6. Cái vé mà bay của ổng đi như vậy á, là phải tổng cộng là phải 4.000 nữa là 10.000. Thấy không? 10.000.
mà ông về tới cái ông vượt biên qua cái nhập cảnh trái phép vô Việt Nam á, mà ông lại đi đường bộ, thấy chưa? Mà cái công an biên phòng ở giữa cái tỉnh Campuchia với Việt Nam lỏng lẻo, nghĩa là đút tiền cho qua, biểu tượng là tham nhũng, thấy chưa? Đó, đút tiền rồi mới để cho qua khỏe ra, không ai biết hết. Ông về tới tới Cần Thơ, đó, ông về tới Cần Thơ ngày 28 tháng 12, đúng không? Thì đó, các bạn thấy một cái chuyện là điên rồ. Mà ông làm gì mà chắc có bồ nhí ở Việt Nam, sợ bồ nhí mà cả năm rồi không gặp mà lặng hoàng là bồ nhí cho ông đá ông dân rồi ông phải về, bắt buộc phải bỏ tiền ra về để giữ bồ nhí cho ông thôi là dính, thấy chưa? Đó, nhưng mà mình thấy cái chuyện nó ly kỳ, thấy không? Nó ly kỳ mà nó rùng rợn, thấy không các bạn? Thấy chưa? Chuyện khó tin, nhưng mà lại có thật, chuyện khó thật tại Việt Nam, thấy không? Mà bên đây á, người ta nói là khi các bạn mà rời khỏi nước Canada, các bạn chưa chắc là các bạn cho các bạn về lại Canada đấy, không? Mà ổng 62 tuổi, không? Thì hỏi chưa chắc về cho lại, cho vô lại Canada nữa, không? Mà ổng lại bị ổng lại có mẹ lấy mẫu xét nghiệm là ổng bị âm tính, thấy chưa? Là ổng bị dính COVID-19 rồi, thấy không? Mà bây giờ ở Canada là 62 tuổi là chưa có được tiêm thuốc, tiêm thuốc cho những người lớn tuổi với những người làm phần lai quốc cơ là những người làm tuyến đầu á. Bác sĩ, y tá, cứu hỏa, cảnh sát, rồi những tới cho những người mà bán hàng trong siêu thị nhỏ, trích mà thuốc trước, rồi tới cho người 80 tuổi, trên 80 tuổi, trên 70, tôi xuống dưới đây là những người như là 65 tuổi về hưu á, đó thì cái 62 tuổi ít nhất là phải tháng 4 thì tháng 3 mới chích được, không? Mà bây giờ ông muốn về, không? Về á, nhưng mà ví dụ như ông bị bệnh ở Việt Nam á, không? Tại vì ông không có liên lạc với bộ ngoại giao, không? Của Canada, thấy chưa? Ở trong Canada là không có nghe nói về một người Việt kiều nào có quốc tịch Canada mà về Việt Nam bị dính như vậy, thấy chưa? Đó, thì là như vậy. Đó, cái chuyện khó tin nhưng có thật rồi vậy các bạn. Đó, thôi, ba các bạn mình cũng ăn hết cơm rồi, và ha.